cây nó tưới. Dạ. À, nó chỉ có hành nó tưới. Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Vâng, hiện tại là 10 giờ của ngày 20 tháng 4 năm 2021. Vâng, thì em đang có mặt tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Vâng, tại nhà anh Dũng. Vâng, để cho bàn giao cho anh một lần này, lần thứ hai này các bác ạ. Về để bàn giao cho anh tiếp vào cái chiếc bàn thờ. Bàn thờ nhỏ nhỏ thôi. Vâng, trên ảnh vị anh Dũng chủ nhà. Là cái bàn thờ và chiếc sập ngũ phúc chán ma của kích thước 62 mét. Cái bàn thờ nhỏ nhỏ xinh rồi. Bữa trước tôi đã bàn giao cho anh bộ trường kể với chiếc kệ tivi rồi đấy, và một số giường tủ bên trong phòng. Hôm nay lần thứ hai nữa quay trở lại để bàn giao cho anh bộ sập và chiếc bàn thờ đây đó nha. Đây, rất là đẹp. Đây thì bữa trước thì bàn giao là chiếc giường đây, giường và tủ. Giường và tủ, giường 18 2 mét và chiếc tủ 3 cánh. Đó, hôm nay là lần thứ hai xuống bàn giao chiếc bàn thờ và sập ngũ phúc cả nhỏ, ngũ phúc đục mẫu chám mài rất là đẹp thôi. Kích thước là 1m62. Các bác nào yêu cầu sử dụng bộ sản phẩm như nhà anh Dũng ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang này thì sẽ liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám em nhé. Này, giản gỗ này. Chung là rất là tốt. Và thì lần thứ hai rồi, anh Dũng rất tin tưởng và đã dùng tiếp đồ của tôi, thì anh cho xin luôn rồi nhận xét là có mọi sản phẩm có ưng ý theo ý anh đặt không? Chung là dùng sản phẩm Đồ Gỗ Tùng Tám thì tôi thấy là chất lượng rất là tốt và mẫu mã và hình thức thì là tương đối hài lòng. Và thì thay mặt cơ sở em cảm ơn anh Dũng nhé, và anh đã theo dõi trên kênh YouTube và anh đã tin tưởng và đã đặt cơ sở tôi rất là nhiều đồ. Đây, toàn bộ là phòng khách là trường kỷ này, kệ tivi này, bàn thờ này, rồi là sập ở trong phòng, giường ngủ, bàn ghế, nói chung là đủ. Và chiếc sập 1m62 rồi, được chặn là ngũ phúc chám ma theo lối cổ rất là đẹp các bác nhé. Rất là chi là đẹp. Và là đúng 10 giờ của ngày 20 tháng 4 năm 2021, lần thứ hai đến nhà anh Dũng để bàn giao cho anh một lô sản phẩm như sau. Vâng, thì xin cảm ơn anh Dũng nhé. Vâng. Chúc bác làm ăn ngày càng phát đạt. Vâng, cảm ơn anh và chúc anh và toàn thể gia đình mạnh khỏe. Xin cảm ơn anh. Xin chào mọi người nhé.